tiến lên. Cuộc chiến giành huy hiệu năng lực tiếp tục. Nhưng luật lệ đã thay đổi. Luật lệ trước đây đã không còn tác dụng nữa. Lần này, phần thưởng sẽ là tất cả. Trận chiến này sẽ quyết định người đứng đầu. Ta sẽ không khuất phục đâu. Tiến lên. Đừng bỏ lỡ trận chiến của người máy hủy diệt trong các tập mới của chiến binh người máy Bay Warrior khởi chiếu vào 9:15 sáng cuối tuần trên kênh Toonami.